thì mình về nhà rồi. Thì bây giờ tối nay là nhóm hội nhà mình ha. Sáng làm đám bên nhà bạn Ngọc. Thì hôm nay mình có một ngày sao ta gọi là lễ độc thân trước khi vô chuồng, trước khi bị bắt vô chuồng. Tối nay sẽ nhậu với bạn bè và bà con hàng xóm, bà con mình với mấy cô mình ở ở Mỹ về luôn. Thì rất là vui tại vì có mấy người mình rất là lâu rồi không gặp ở chung một đất nước, chứ lâu rồi không gặp. Cô mình chắc cũng cỡ 6-7 năm rồi, 6 năm rồi mình chưa. Còn cô kia là cỡ 10 mấy năm mà mình chưa gặp. Thì chỉ nói chuyện qua điện thoại. Nói chung là hôm nay thì được gặp lại nhiều bà con dòng họ, vui. Rất là vui. Đây giờ công tác chuẩn bị ha. Đây, 8 bàn. 8 bàn nhậu để tiếp đãi bà con bạn bè. Thì tối nay sẽ là một đêm banh chành banh xác, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không banh xác rồi, tại vì ngày mai mình phải đi rước bạn Mập nên không có xóa được. Đó, bên kia cũng nít không mà về đây cũng nít không, tùm lum nít luôn. Đây cháu mình nè, cháu mình đây nè, cháu mình đây nè. Sao khóc con, sao khóc, sao khóc, nói chú nghe. Sao khóc? Trời, đụng kìa, nó đụng kìa. Rồi. Rồi, nghỉ chăm sóc con nít cực thiệt à. Rồi, giờ ngồi đút ăn, thấy mệt mỏi. Thì hôm nay có một chuyện rất là vui nữa ha. Tại vì sao? Tại vì Cần Thơ này cả tuần nay ngày nào cũng mưa. Ngày nào cũng mưa. Mà đúng ngày hôm nay trời rất là đẹp, rất là nắng. Chắc trời thương mình cho nắng. Nãy trời thấy nó chuyển đen hết trơn rồi. Thế rồi xong rồi, không xong rồi. Nhưng mà sao cơ nửa tiếng cái trời quang mây tạnh. Ba sương. Đây, sẵn sơ qua mình giới thiệu cho các bạn cái vườn cây, cái nhà. Đường vô bây giờ nó cũng chênh vênh chót vót lắm. Đây, chúc các bạn đang là một miếng đất rất là lớn ha. Rất là lớn, rất là lớn. Thì hồi xưa ở đây có gần 20 cây dừa, 6 cây chôm chôm, 3 cây xoài, 10 mấy cây nhãn, 1 cây sầu riêng, 1 cây vú sữa, đó. Mấy cái mương luôn á các bạn. Là của nhà mình. Rồi sao? Tại sao? Cái nhà máy sản xuất bia nước ngọt á, nó hoạt động lên, nó xả khói qua, cây chết sạch, không còn con gì, không còn cây nào hết. Giờ lắc nhắc được 1-2 cây dừa sống không nổi. Thì lúc đó ô nhiễm ghê lắm, bà con dòng sớm này đưa đơn kiện lên ủy ban rồi tiền nó đi hết, tiền nó che hết. Cũng vậy tới giờ vẫn còn hoạt động. Nghĩ sao khu công nghiệp mà nguyên cái nhà dân ở không, nguyên cái nhà máy ở đây mà sản xuất được trời, mà mình không hiểu. Ok, giờ cũng không có thể nói được gì nữa hết, chấp nhận thôi. Bây giờ để cho cỏ nó mọc chơi đó, cỏ nó mọc không không làm gì chứ, cũng không ai ở. Xưa bà nội mình bệnh rồi bà chết rồi, giờ còn nhà không, thành nhà quan. Đây, trong đây người ta đang chuẩn bị đồ ăn ha. Trời, nhìn cái dĩa dưa chua ngon dữ người ta. Nhìn dĩa dưa chua ngon dữ người ta. Ngon. Gắn bông đồ lên ha chụp. Gắn bông đồ lên đẹp lắm. Con quay thôi. Đây là bò ha. Món gì quên người ta, bò gỏi bò ngũ sắc. Đây có tiếng về món này luôn á. Ok, thì tình hình hôm nay trong nhà mình có hẻm mình có 2 cái đám của mình với 1 đám cưới đằng kia nữa. Bích
hết trơn cái hẻm, tối ai đi chặn hết cái hẻm luôn. Cái này mà nó đi không được cái chúng chửi gì đó, nhưng mà không sao, lâu lâu người ta có đáp một lần chắc cũng thông cảm. Ý dạ, cái chỗ này là đi co này là do bạn mình làm ha, bạn mình làm cũng có tiếng ở Cần Thơ này lắm luôn á. Mình thấy là số ca sĩ diễn viên cũng mời nó đi co, có tâm lắm. Ok, giờ xe nhạc tới ha, dàn trống lo nhạc đờn này kia, tối nay là quẩy banh nóc luôn. Tối nay là nhiều ca sĩ lắm các bạn. Đây đầu bếp ngày hôm nay ha, cô ba mình ha, nấu nồi cháo vịt ha. Vịt đây, vịt đây, vịt đây. Vịt đây. Mấy con cô ba? 6 con vịt đây. 6 con vịt và một nồi cháo bự. Cái này là đãi thêm ha, đãi thêm ban đêm. Ở đây là lên món đầu tiên ha, để sẵn. Chút nữa lên món sau. Còn mấy kia để từ từ làm ha. Bây giờ là mình đang ăn chung với mấy bác trước. Còn mấy bác mình. Đây là chú mình ha. Chú Út á. Không có nói chuyện chơi. Đây cậu mình. Chạy quá. Chào, cảm ơn chú. Giờ mình ăn trước xong rồi chút xíu mình tiếp bạn ha. Giờ lo cho các bao tử trước. Giờ ăn ha, bò ngũ sắc với gà chiên ha. Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay làm lấy rước dâu à, rước bằng mập. Mập. Hôm nay mặc áo dài không đóng đồ với anh ta. Tí. Ta mặc áo dài bỏ vô quần nó mới đẹp. Dài bỏ quần bỏ sao trời. Kìa quay mấy đèn à. Đây là vàng à. Bưng mâm à, đẹp trai. Đang độc thân. Độc thân. Để người ta kiếm người yêu cho. Đây cô của mình 7 năm trời mới gặp. Gặp Việt Nam hai cô cháu bên Mỹ không có gặp. Mà phải về Việt Nam mới gặp được. 7 năm trời. Bắn vô chỉnh lại. Công anh mình chuẩn lại con mắt ra à. Còn mình là trong máy bay có dịp mình quay máy bay cho bạn xem. Không biết khỏi bên kia đúng rồi, đây chạy ra cũng nốt gần đúng không? Cười các bạn mà đẹp ha, các bạn mặc rất là đẹp. Đang quay phim. Tôi tưởng nó chụp hình tôi cười. Phải gặp máy là bắt cười không à, phải chuẩn bị chứ. Tinh thần quá, tinh thần. Ê sao cái lỗ mũi bớt chưa? Ok vô đi, vô quay thì chụp đi. Không có lên đèn miếng hả? Đi tại đi tới đi con. Chụp cho lên đèn. Coi chừng nha. Đó, tuy nhiên chỉ là của Long.
không có báo coi. Tại sao có báo? Trời ơi, báo rồi. Trang bìa luôn. Trang bìa. Dạ. Dạ đi mua tờ báo coi cái màu sắc hồng kiếm không. Rồi cô dâu bước ra đó, chứ lại bước lên, bước lên. Rồi đi đây, đi đi. Rồi chậm chậm lại cô dâu ơi, chú lại dừng lại rồi mấy anh bưng mâm dồn lên, dồn lên. Nhìn qua đây luôn mấy anh bưng mâm ơi. Rồi đi. Rồi. Ok, giờ rước con mập rồi đó. Gian nan. Rước vợ gian nan các bạn. Hả? Giờ gấp vợ đi sẽ hơi không có văn nè. Mệt chứ. Mình để mệt chứ. Cưới lần thôi nha, đừng bao giờ cưới nữa. Dạ nha. Cưới lần nha, đừng bao giờ cưới nữa, mệt lắm. Đen, mặt đen luôn thấy không? Thôi luôn á. Xe... Có xe, xe nhà mình đúng không? Ừ. Giờ mình đi về nhà mình làm lễ ha. Ủa lễ gì ta? Về nhà gọi làm lễ gì? Lễ gì thì lễ về ra mắt chùm họ bà con. Ờ, đó, họ bà con lại củ quyền. Có nhiều đó thôi à, chứ có gì vậy đâu. Đã xong rồi, lễ nhà. Ở mẹ, đi đâu rồi? Đi ra chị nào nó mời kìa. Đi đâu đâu rồi? Rồi chụp hình quay phim đi, chụp hình quay phim. Rồi rồi đi chụp hình quay phim đi. Còn mấy cái bắn luôn đi. Mấy cái bắn hình đi. Nó chừng vô rồi. Chúng là kéo quá. Trời ơi. Không, bây giờ mời mời chắc làm mời mời. Mời. Bắn ở bên đây thôi nè. Ở đây nữa nè. Còn không? Đây còn. Bắn vô mặt không vậy? Có bắn mặt đâu luôn á. Mời. Ché rồi. Mời đi mời 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 chúng mình gái chậm đi. Mời mời nè mời. Hello, xin các bạn. Bây giờ tụi mình ra nhà hàng ha. Bởi vì mới đưa về nhà rồi làm lễ này kia, dâu này kia. Mệt quá. Mệt quá, ăn ương. Cứ vợ cứ lần nha, thấy chồng mấy cũng lần thôi nha. Thấy nhiều mệt quá. Lần, bừng có lần thứ hai. Mệt thấy mẹ, hả mập. Phê quá phê. Ngày mai em là cô dâu mời. Ngày mai em mặc chiếc áo đầm. Nay em theo chồng. Giờ ra ngoài đó mình sẽ up cái phòng ngủ hình ảnh sẽ dọn dẹp về này kia. Tại sao nó không có hình chồng? Ủa nó để bong bóng gì từ lúc nghe chị mà không có một cái bong bóng nào. Sáng em đi kiếm chỗ bơm cho chị, nhưng mà tại vì mấy cái chú nó không phụ em. Mặt mình đen thấy rõ luôn các bạn. Khổ quá. Vui ha. Đây con mập đây. Giờ là trong phòng thay đồ ha, phòng chờ chờ ra đại khách thì tranh thủ ngồi nó cho ăn súp nhẹ xíu để ăn đơn nhẹ để chút đại khách sao nè. Thì chút ra mình sẽ quay cho các bạn xem cái chỗ mình đã tiền ha, mà không kêu đứa khác quay thì mình đã không có thời gian để quay cái chỗ chụp hình ha. Nó cho đoạn nhẹ các bạn. Trời, cho súp. Cho súp. Tóc tiên. Tóc tiên. Tiên á, súp tóc tiên á. Mấy cọng đen đen là tóc tiên á. Cái này giống như con biển à. Giống con biển à. Ăn đi. Ăn đi lấy sức, đi tiếp khách. Tiếp khách. Bò ăn bò. Sao nó cho gì ăn nặng hơn xíu, anh ăn nhẹ quá hả? Thì nó đã cho ăn nhẹ rồi. Điều nó cho ăn gì vậy?
Cũng được ha. Ừ, cũng được. Nói chung cũng được, rồi. Nhai cũng được, nuốt cũng được. Không, cái này chỉ nuốt. Nuốt à? Khỏi cần nhai. Có trứng cút nè, phải nuốt, nuốt chứ. Phải nuốt. Có trứng cút vậy thôi hả? Ừ. Có trứng cút rồi nuốt vô đi. Gán lên, cổ lên, nuốt đi. Gán nuốt hết cái chén nha. Cứ mệt lắm rồi đó. Mệt từ khuya tới giờ luôn á. Đây là cái chỗ trang trí tiệc cưới của mình với bạn Mập ha. Thì ở đây là cái chỗ có tiếng nổi tiếng ở Cần Thơ. Thì nhiều người chắc biết cái đội ngũ Nick Team trang trí rất đẹp. Có mấy tấm hình của mình vô học rồi. Bó bông. Dạ mẹ hỏi. Bó bông. Đâu các bạn, giờ đứng đây chờ chờ người ta lại chụp hình đón khách. Đây bạn thợ chụp hình của mình. Bạn mình luôn á. Giờ chờ khách thôi tại vì người nhà vô hết trơn rồi. Hình trước ra ngoài kia là ra cái sảnh ngoài kia nhìn cái cầu hơn. Mà trang trí là che hết rồi, nhưng mà cũng có đường đi rồi. Không sao. Cũng đẹp. Ô bây giờ là tiễn khách rồi các bạn. Phê quá phê, chưa ăn gì hết, buồn quá. Giờ đi chụp hình cho khách chút xíu ha. Mới ngày 2 giờ bên Mỹ mà sao giờ này không có ai vô coi ta? Dạ. Thank you, vâng. Phê quá mọi người ơi. Hello. Hello Anthony. Hello anh. Hello Anthony. Hello Trần. Rồi qua. Nay là ngày cưới vậy. Nóng quá, đứng này chờ ớt hả? Đứng này chờ ớt nóng lắm quá. Thưa tất cả quý vị, có thể nói tình yêu là một trong những điều vô cùng tuyệt vời mà tất cả chúng ta đã được ban tặng. Và trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu nhau, yêu nhau và chia sẻ với nhau những điều khó khăn trong cuộc sống. Thế ngày hôm nay, Nhật Tài và Ngọc Hân chính thức được sự đồng ý của hai bên gia đình tổ chức buổi lễ tân hôn trước sự chứng kiến hoan hỷ của toàn thể tất cả quý vị quan khách trong ngày hôm nay. Và để có được buổi tiệc trang trọng như thế này, thì Tức Linh xin được giới thiệu đến toàn thể tất cả quý vị thành phần không thể thiếu trong buổi lễ tân hôn. Về phía nam chủ hôn xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Hương và bà Tiền Tố Phụng là mẹ và cô chú rể cùng bước lên sân khấu. Và xin toàn thể tất cả quý vị hãy đặt một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón mẹ và cô chú rể. Về phía đại diện hội nhà gái sẽ được trân trọng giới thiệu ông Phạm Ngọc Tùng và bà Nguyễn Thị Năm là cha và mẹ của cô dâu cùng bước lên sân khấu. Và xin toàn thể các quý vị hãy dành một tràng pháo tay cùng chào đón cha và mẹ của cô dâu. Và ngay bây giờ không để tất cả quý vị để lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng hướng mắt vào phía cổng chính của khán phòng để cùng chào đón khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Cô dâu và chú rể sát tay trong tay bước lên lễ đài hạnh phúc
đó chính là chú rể Nhật Tài và cô dâu Ngọc Hân tay chúng ta nhau bước lên lễ đài hạnh phúc, và chúng ta không quên dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón tân hương đẹp trai nhất và hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Okay, giờ vợ chồng mình về nhà ăn chè. Chè Ý. Không biết nữa, phong tục tập quán nào mấy bà kêu về phải ăn chè. Nãy em đút này. Đút mặt ăn chè. Trời ơi, nó gớt đường xuống rồi má. Đó nay kiến cắn thấy mẹ luôn á. Ngọt quá. 8 viên rồi, mỗi đứa 4 viên. Mỗi đứa 4 viên. Là đám cưới cầm mặt đói luôn, không ăn gì đói thiệt luôn á. Nhức đầu chóng mặt luôn á. Đồ bèo xíu muốn xỉu luôn. Đi xong chắc xuống ký luôn. Thấy